Hôm qua tôi mới đọc được cái bài này hay lắm nè. Không thể tin được, du học Canada chỉ từ 120 triệu một năm. Ghê hồn, ghê hồn. Ok, thì đây chắc chắn là một bài quảng cáo và tôi thì không có vấn đề gì cho lắm. Cho tới khi tôi đọc hết cái bài đó, tôi thấy bức xúc quá. Thật ra cũng không phải bức xúc lắm mà chỉ là thấy nó mắc cười. Cho nên là tôi làm cái clip này để tôi phân tích. Tôi gửi mấy cái thông tin mà tôi có cho mấy bạn coi. Rồi mấy bạn bình luận nha. Thứ nhất á, là ngay từ cái câu nói đầu tiên, không thể tin được, du học Canada chỉ từ 120 triệu một năm. Theo như tôi hiểu á, 120 triệu tức là con số nhỏ nhất mà các bạn cần phải bỏ ra để đi du học ở Canada. Ok, tôi sẽ để cái này ở đây cho các bạn coi nha. Chưa tới 7.000 đô để đi du học ở Canada. Rồi học gì? Làm gì? 7.000 đô sống được bao lâu? 6 tháng hả? Chưa tới nữa. Rồi nói chung là nguyên cái đoạn ở giữa thì nó là cái phần quảng cáo kiểu văn vở nên tôi không quan tâm lắm, tôi skip nha. Cái đoạn này mới hấp dẫn nè. Du học Canada mở ra cơ hội định cư đây mà. Đúng, cái chuyện này rất là đúng. Tại vì khi mà đi du học là con đường dễ dàng nhất, là con đường nhẹ nhàng nhất để có được cái tấm PR, là cái cách mà tôi và rất nhiều bạn du học sinh Việt Nam hiện tại đang làm. Nhưng mà có một vài cái thông tin ở đây nó chưa có được đúng, cho nên là tôi muốn nói lại cho chắc chắn. Thứ nhất, Canada có chất lượng học tập top 3 thế giới. Ok, cái này tôi chấp nhận được, tôi không biết. Thời gian học ngắn, tối thiểu là 8 tháng, dễ dàng xin giấy phép làm việc sau khi học xong. Cái này cũng đúng. Các bạn có những chương trình Postgrad Education, tức là các bạn chỉ cần học trong vòng 2 kỳ là 8 tháng thì các bạn sẽ có được một cái quốc gọi là work permit, nhưng mà cái work permit đó chỉ được 1 năm thôi. Mà tin tôi đây là không có dễ ăn để có thể xin được PR nếu như các bạn chỉ có 1 năm đâu, trừ khi các bạn đã từng có bằng cấp tại Việt Nam nè, đã từng đi làm rất là nhiều. Nói chung là phải còn rất là nhiều yếu tố nữa. Cái này mới mắc cười nè. Du học không cần thiết phải giỏi tiếng Anh, không bắt buộc phải có chứng chỉ IELTS. Ủa rồi không có IELTS ai cho đi du học má? Ủa rồi không có IELTS rồi đi học college, đi học university mình có gì má? Cái thời điểm tôi làm hồ sơ đi du học, tôi vẫn nhớ là minimum IELTS requirement là đâu đó khoảng 5.0. Sau này thì hình như được nâng lên là 6.5. Và tất cả những học sinh nào không đủ điểm IELTS đều phải học thêm tiếng Anh tại trường cả. Cho tới khi học xong cái khóa tiếng Anh đó thì mới được bắt đầu vào khóa chính. Thì nói về cái khóa tiếng Anh đó, đó là một khóa cái dài thường là 2 tháng. Và các bạn sẽ được học tiếng Anh. Không hẳn là như Việt Nam là sẽ ngồi rèn IELTS đâu, mà các bạn sẽ chỉ học cơ bản thôi và tập trung hơn vào phần đọc và giao tiếp. Tức là các bạn sẽ nói chuyện với những người bạn nói tiếng Anh, nói chuyện với giáo viên tiếng Anh. Đấy, một cái nhà trẻ hơn. Tôi cảm thấy hơi phí khi tôi học tiếng Anh tại đó, nhưng mà nó cũng vui. Và cái phần quan trọng là cái học phí của cái khóa tiếng Anh đó là ở đây. Tôi sẽ để ở đây cho các bạn tham khảo nha. Thì cái học phí này là cho một level. Và như ngày xưa tôi học ở Seneca thì nó có 8 level. Nếu như các bạn học đâu đó 5.0 thì các bạn sẽ được vào level 6. Nghĩa là các bạn có thể học thêm level 6, 7, 8, 3 level nữa thì mới được vào khóa chính. Và đó là cái mà tôi đã làm. 100% sinh viên Aerotrust có cơ hội làm thêm và có việc làm sau tốt nghiệp. Ok, tôi lỡ đọc tên cái công ty rồi nhưng mà hơi kệ đi, không sao. Thì có những là công ty nào cũng là công ty thôi. Thì 100% có cơ hội làm thêm. Ừ, cái này đúng nếu như bạn đi học khóa chính ở college hoặc là university, nhưng học tiếng Anh thì không, học cấp 3 thì không. Có cơ hội làm thêm thì tôi thấy là cơ hội làm thêm ở đây rất nhiều. Nếu như bạn không biết tìm cơ hội làm nếu như bạn không biết tìm việc ở đâu á thì cứ nhắn cho tôi, hoặc là cái link group của tôi để thẳng ở trên bio á. Đó là những công việc mà chắc chắn là trả ít nhất là ngang với minimum wage của chính phủ, là hiện tại là 15 đồng một tiếng. Tháng 10 này sẽ lên 15 đồng rưỡi thì phải. Tôi không quan tâm lắm, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ là 15 đồng, ít nhất là 15 đồng. Nó sẽ không phải là những cái chỗ trả cash 10 đồng, 12 đồng một tiếng mà bóc lột người ta. Tôi ghét cái điều đó, nói thẳng là như vậy luôn. Còn sau khi mà bạn tốt nghiệp xong, chắc chắn là bạn có việc rồi, tại vì đó là năng lực của bạn. Còn nếu như mà bạn quá phế đi, bạn đi học mà bạn chơi, bạn ngủ, bạn cúp học, bạn rớt môn, điểm bạn thấp, bạn không có việc là điều hiển nhiên thôi. Cái chịu hơi chút sao giờ. Học sinh có thể đi du học ở bất cứ độ tuổi nào. Cái này cũng đúng. Tại vì thật ra là tôi chỉ chơi với college, tôi cũng không biết là high school thì như thế nào. Nhưng mà
Có rất nhiều bạn du học sinh là từ cấp 3 thì có thể nhận được. Thường là từ 12 tuổi, trời má, 12 tuổi đi học làm gì trời? Trừ khi nhà bạn siêu giàu, mà nếu như mà nhà bạn giàu thì nó đã không phải phù hợp với cái câu mà 120 triệu một năm. Và bố mẹ người thân có thể đi cùng với visa lên đến 10 năm. Cái này cũng đúng. Nhưng mà theo như tôi nhớ là visa dành cho bố mẹ lúc này sẽ là visa du lịch, và các bố mẹ sẽ chỉ được ở lại trên dưới là 6 tháng mà thôi, tùy vào hải quan nữa. Và nói chung là luật cũng lằng nhằng lắm, tôi cũng không rõ. Nhưng mà chắc chắn là như vậy, và tôi có thể khẳng định là không được đi làm trừ phi là có apply cho work permit hoặc là những cái nào đó nó khác. Chi phí học tập và chi phí sinh hoạt không cao, chỉ từ 120 triệu một năm. Ok, cái này vui nè. Lúc đầu tôi tưởng nó là học phí, nhưng không, nó là chi phí học tập và chi phí sinh hoạt. Đây, tôi sẽ kể cho mọi người, các bạn nghe về cái chi phí học của tôi đi. Thì học phí của tôi là ở đây, ngành của tôi đó, hospitality, một kỳ của nó đâu đó khoảng 7.000. Bây giờ xem nha, những cái ngành mà các bạn vô sinh khác thường hay học nè. Ở đây chúng ta có accounting, ở đây chúng ta có marketing, ở đây chúng ta có CPA, computer program gì gì đó. Những cái ngành này đều đâu đó khoảng 15-16 ngàn một năm, là khoảng 7 ngàn trong một kỳ. 7 ngàn trong một kỳ nha, nhớ kỹ nha, 7 ngàn một kỳ là 120 triệu một kỳ. Một năm đâu đó sẽ khoảng 250 triệu. Và tôi, một du học sinh đủ điều kiện, với căn nhà trọ đang thuê với giá 400 đô một tháng, tiền xe buýt là 150 đô, tiền điện thoại là 30 đô, nói chung đâu đó sẽ khoảng 600 đô chỉ cho việc ở và đi lại. Tiền ăn thì hiện tại là tôi đang đi làm được free meal cho nên là tôi không quan tâm lắm. Nhưng mà các bạn có thể cho là khoảng 100 đô nữa đi, là tiết kiệm lắm rồi đó. Nghĩa là 400 cộng 150 cộng 300 cộng 30 cộng 100 là đâu đó 4, 6, 7, 700 đô một tháng. 700 đô một tháng nhân cho 12 là 7 ngàn. 700 đô một tháng nhân cho 12 là 7 ngàn cộng khoảng 8.400. Thì 8.400 thì đâu đó chắc khoảng 84, 20, khoảng 150 triệu nữa. Thì đâu đó các bạn sẽ cần khoảng ít nhất là 400 triệu một năm để có thể sinh sống và là học tập tại Canada, tại Toronto. Tất nhiên là cái mức đó cũng chỉ là ước lượng thôi, nhưng mà tôi nghĩ là chắc ổn. 400 triệu thì chắc là ổn, tiết kiệm. Tất nhiên là các bạn có thể đi làm thêm, nhưng mà đây, như tôi đã nói, Toronto cho phép, Ontario cho phép du học sinh cao đẳng và đại học đi làm thêm tối đa 20 tiếng một tuần, nhân cho 15 là khoảng 300 đô một tuần. Nhân cho một tháng là khoảng 1.200 một tháng, trừ thuế đi chắc là còn khoảng 1.000, cứ cho là 1.000 nha, trừ các bạn làm on campus. Tôi nói là off campus á, tức là làm những công việc như là phục vụ, làm bếp, rửa chén các thứ đó, cho ít nhất là được, coi như là đâu đó có được 1.000 một năm. Các bạn sẽ được 12.000 thêm cả hè nữa, hè thì làm được nhiều hơn cái đó là mình limited, nhưng mà đâu đó cho khoảng 15.000 thì nói chung là cũng được lắm. Nhưng mà nếu như mà các bạn vừa học vừa làm như vậy thì các bạn phải cân nhắc về cái sức lực của các bạn nữa. Đấy, thì đó là những cái mà có thể người ta đã kiểu tính toán cả sinh hoạt phí xong rồi người ta trừ ngược lại vào tiền làm thêm, nhưng mà đâu phải ai cũng đi làm thêm đâu. Và cái bài viết này nó lấp liếm ở cái chỗ là nó không nói về cái chuyện đó, nó chỉ nói về việc đi học thôi, chứ nó không có nói là đi làm thì sẽ như thế nào hay là phải trừ tiền nó ra làm sao. Nên là ok, các bạn chỉ coi để tham khảo nha. Ở đây nó còn đề cập tới các tỉnh bang như là Saskatchewan hoặc là Nova Scotia, New Brunswick, Newfoundland, Manitoba các thứ. Thì thật ra tôi nói thẳng là những cái tỉnh này rất là nhỏ, điều kiện sống rất là tệ. Không phải tệ nhưng mà kiểu nó giống như là kiểu như các bạn đang ở Sài Gòn xong các bạn xuống dưới quê các bạn ở. Cái này không không phải là chê trách gì người dưới quê, nhưng mà ý của tôi là bên này nó như vậy á. Đó, giống như một em bé của tôi hay nói là trời ơi Canada nhìn nó tưởng vậy chứ nó không hiện đại gì hết. Em đi Hàn Quốc 2 năm em thấy nó còn hiện đại hơn nhiều. Kiểu vậy. Em bé nào thì không biết nha. Nó vui thôi. Đó, cho nên là các bạn cân nhắc. Theo tôi thì vẫn nên học ở những thành phố lớn như là Vancouver, Toronto,
BC. Đó là những thành phố lớn. Calgary. Calgary dạo này cũng có nhiều bạn du sinh học lắm. Ok, và nếu như các bạn không biết tìm những cái thông tin nào cho nó chính xác mà có thể đặt những câu hỏi thì đây, theo như tôi biết thì sắp tới Seneca, đại diện Seneca sẽ về Việt Nam để tổ chức một buổi hội thảo và các bạn có thể tham dự cái buổi hội thảo đó. Theo như tôi nhớ là miễn phí, nếu như không miễn phí thì thôi. Đại diện của trường sẽ là anh Damon, là một trong những người mà tôi đã từng làm việc và ảnh rất là dễ thương. Ảnh sẽ chia sẻ những cái thông tin của trường cũng như là giải đáp những cái câu hỏi thắc mắc của các bạn. Hình như là buổi hội thảo chỉ ở Sài Gòn, tôi cũng không chắc lắm, tôi sẽ tìm lại cái thông tin và để nó ở đây. Nếu như các bạn có quan tâm tới việc du học thì có thể ghé qua cái buổi hội thảo đó để xem, ok? Ok, cảm ơn các bạn đã xem tới hết video này và chúc các bạn có một ngày làm việc thật là vui vẻ. Bye bye!